Theo WHO, Việt Nam chưa nên coi COVID-19 là bệnh thông thường. Đại diện WHO tại Việt Nam, tiến sĩ Kỳ Đông Bắc, cho rằng có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì đại dịch toàn cầu trong năm nay, song lúc này chưa nên coi COVID-19 là bệnh lưu hành và bỏ 5K. Các nước còn sẵn sàng chuyển đổi phản ứng sang kiểm soát COVID-19 bền vững và chuẩn bị về lâu dài, thay vì từ bỏ hoàn toàn các biện pháp dập dịch bằng cách tuyên bố COVID-19 là bệnh lưu hành. Bởi các quốc gia còn bảo vệ những người yếu thế nhất, ngăn ngừa tình trạng quá tải cho hệ thống y tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ghi nhận Việt Nam tăng nhanh số ca nhiễm từ sau Tết tới nay, song hầu hết có triệu chứng nhẹ và hồi phục tại nhà, tỷ lệ ca nhiễm nặng và tử vong tiếp tục giảm. Theo thống kê của tổ chức này, Việt Nam có khoảng 1,9 triệu người đang cách ly, theo dõi hoặc điều trị, trong đó hơn 4.000 người, khoảng 2,2% còn điều trị bằng các phương pháp, phương tiện hỗ trợ oxy. Ông Bắc cho rằng tỷ lệ chuyển nặng và tử vong tại Việt Nam tiếp tục giảm, nhưng số ca mắc cao quá có thể khiến cho hệ thống y tế quá tải dù ca bệnh nặng thấp. Do đó, Việt Nam chưa nên loại bỏ các biện pháp dập dịch hiệu quả từ giai đoạn trước như 5K, xét nghiệm kháng nguyên, PCR và cách ly F0. Người dân còn tiếp tục thực hiện các biện pháp đơn giản nhằm giảm thiểu nguy cơ cho bản thân, bạn bè và gia đình như tiêm chủng, tránh tụ tập đông người, đeo khẩu trang, cách ly nếu dương tính. Dù hiện tại việc xét nghiệm đại trà không còn cần thiết nhưng vẫn nên tiếp tục xét nghiệm dựa trên nguy cơ lây nhiễm của cá nhân để cách ly, chẩn đoán và điều trị, ông Bắc nói. 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập là biện pháp phòng dịch cơ bản được Việt Nam áp dụng ngay từ khi COVID-19 xuất hiện 3 năm trước. Bộ Y tế đánh giá đây là biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả, góp phần lớn trong phòng chống lây nhiễm cộng đồng trong thời gian qua. Trong bối cảnh mới, chiến lược phòng COVID-19 của Việt Nam chuyển sang phương thức quản lý rủi ro từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong. Chính phủ cũng vừa yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu tình hình dịch bệnh, xem xét chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm sang bệnh thông thường truyền nhiễm nhóm B. Còn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhận định biện pháp 5K không còn phù hợp như khoảng cách, không tụ tập, đề nghị rút còn 2K là khẩu trang và khử khuẩn. Về vấn đề này, ông Bắc nói chưa nên bỏ 5K nhưng đã đến lúc chuẩn bị cho kết thúc đại dịch. Việt Nam và thế giới có đủ công cụ, phương pháp để làm việc này. Đại diện WHO tại Việt Nam khuyến cáo các nước cần sử dụng toàn diện chiến lược và công cụ để lập biểu đồ thoát khỏi giai đoạn cấp tính của đại dịch. Cách thức hiệu quả nhất vẫn là đảm bảo khả năng miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm phòng COVID-19, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh đó, hệ thống y tế còn giảm tỷ lệ tử vong thông qua điều trị lâm sàng chặt chẽ gồm chăm sóc ban đầu, phân bổ công bằng nguồn lực chẩn đoán, oxy, thuốc kháng virus tại các điểm điều trị. Chính phủ có thể điều chỉnh các biện pháp y tế công cộng và xã hội khi cần thiết, đồng thời rút ra bài học quan trọng và xác định giải pháp mới ngay lúc này, không đợi đến khi đại dịch kết thúc mới làm điều đó, ông Bắc nói. WHO khuyến nghị mỗi địa phương xem xét điều chỉnh quy định về xã hội và sức khỏe cộng đồng dựa trên tỷ lệ trống các đơn vị hồi sức tích cực ICU, nguy cơ quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ tiêm chủng nhóm nguy cơ cao, năng lực quản lý ca nhiễm tại cơ sở y tế. Hôm 23 tháng 3, Việt Nam ghi nhận thêm hơn 127.000 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày qua là 146.192 ca trên ngày, giảm 7% so với trung bình 7 ngày trước đó. Số ca tử vong trung bình trong 7 ngày qua là 67, giảm 10% so với trung bình 7 ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm. Bộ Y tế đánh giá dù số ca nhiễm tăng, nhưng số ca tử vong trên đầu người giảm ổn định. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.